chăm sóc và nuôi dưỡng cá rồng không phải là công việc dễ làm. Trên thực tế, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cá rồng đều phải được quan tâm. Đối với cá rồng, sự phát triển và lên màu tốt của cá tùy thuộc vào huyết thống và 40% còn lại là tùy thuộc vào sự nuôi dưỡng của bạn. Tuy có 60% chúng ta không làm được gì vì ngoài tầm tay, 40% còn lại là một số con phần trăm nặng không nhỏ quyết định được sự phát triển của cá trong tương lai. Vì thế, rất quan trọng là chúng ta nên làm trong hết khả năng của mình trong việc nuôi dưỡng cá. Lưu ý, người mới chơi cá rồng, một, chuyện đầu tiên là phải chuẩn bị cho cá rồng. Đây là một chuỗi quá trình dài theo dõi sự phát triển của cá dưới sự nuôi dưỡng của bạn. Cộng thêm giá tiền mà bạn phải trả để mua cá rồng không phải là một số tiền nhỏ. Vì thế, sự đam mê là điều cần thiết căn bản cho người khởi điểm của bạn. Ta không nên có những ý nghĩa là sẽ bỏ cuộc. 2. Việc quan trọng nhất là phương cách nuôi dưỡng chú cá rồng yêu của bạn có thể tìm thấy trong bên dưới của bài này. 3. Những chuyện gì cần phải làm trước khi ta cho cá rồng vào bể sẽ được đề cập đến trong phần bên dưới. 4. Chu kỳ chuyển hóa của bể cá bắt buộc phải được hoàn tất để tạo nên một hệ thống sinh thái ổn định trước khi ta cho cá rồng vào bể. 5. Ưu tiên hàng đầu không chi khác hơn là kích thước của bể, vì đó là nơi cá sinh sống. Kích thước tối thiểu cho một con cá rồng trưởng thành là 120cm x 60cm x 60cm. Tuy nhiên, nên có một bể với kích thước càng lớn càng tốt trong khả năng của bạn. Là những ai chơi cá rồng không nên tiết kiệm trong chuyện mua sắm bể cho cá rồng vì các lý do sau. 6. Cá rồng phát triển rất nhanh về kích thước nếu chúng cho ăn uống đầy đủ đúng mức. Vì thế, ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều và tránh được nhiều phiền toái nếu ta cho cá vào một bể kích thước thoải mái và rộng lớn ngay từ lúc ban đầu. 7. Một bể cá rồng với kích thước nhỏ sẽ làm còi đi sự phát triển bình thường của cá rồng và cá sẽ trở nên rất dị hợp. Ảnh hưởng của còi cọc khi đã xảy ra không thể thay đổi ngược lại. Thêm một yếu tố nữa là chơi cá rồng lúc nào cũng nên chuẩn bị những bể với những kích thước thật thoáng rộng cho cá rồng. Trước khi mang cá về, ta nên kiểm lại độ pH của nước trong cá rồng rồi ở nước trong bể mà bạn đang chuẩn bị cho cá rồng. Sau khi mang cá về nhà, bọc ly lông đang chứa đựng cá với nước trong đấy vào bể cá và để như thế trong 10 phút đầu tiên. Cách thức này sẽ làm cho nhiệt độ của nước bên trong túi ni lông chứa đựng cá trở nên tương đương với nhiệt độ của nước trong bể. Kế tiếp, múc vào một lượng nước nhỏ khoảng 1 ly nước của bể vào ni lông trong túi nước với khoảng cách 5 phút trong vòng 30 phút. Phương cách này sẽ giúp ích cho cá rồng quen dần với nước bể và nó sẽ được thả trong chốc lát. Cá rồng là giống cá khỏe, ta có thể cho cá thẳng vào ngay lập tức sau khi mang về. Tuy nhiên, không nên mạo hiểm như thế, cẩn thận lúc nào cũng tốt hơn là sự hối tiếc. Những điều cần lưu ý khi chăm sóc cá rồng. 1. Không di chuyển cá bằng vật bao giờ. Cá rồng rất dễ bị chóc vẩy, bầm dập trên da hoặc thậm chí đuôi cá cũng có thể bị gây. Ta nên dùng túi ni lông mở rộng miệng túi để lùa cá vào một cách tự nhiên và chậm rãi. Khi có những thay đổi đột ngột hay bị làm giật mình, cá rồng rất dễ bị stress. Khi bị stress trầm trọng, cá rồng cần một thời gian khá lâu mới lấy lại sự bình tĩnh và bơi lội với vóc dáng đáng kiêu sa như trước. 2. Lúc nào cũng chỉ nên mua cá rồng với giấy xác nhận để ta có thể biết rằng chắc chắn đây là loại cá rồng.